Trời ơi, đây sẽ kiểu chuyến đi chơi có hai chị em ta. Thì mình sẽ đi ra để lấy hành lý. Vừa mới bước vào cổng của Terminal 1 cái là bọn mình đã nhìn thấy thác nước Rainbow Texas tại sân bay Changi rồi. Và điều mà bọn mình ấn tượng nhất đó chính là trời ơi, cái thác nước nó rất là to và rất là hùng vĩ luôn. Mọi thứ được bao trùm bởi cây xanh và bọn mình cực kỳ bị ấn tượng bởi những cái thiết kế của nó. Địa điểm đầu tiên mà bọn mình ghé thăm khi đến Singapore đó chính là Chinatown, bởi vì ngày hôm nay chuyến bay của bọn mình đáp xuống lúc 5 giờ chiều và khi mà về đến khách sạn thì cũng giờ tầm khoảng 6-7 giờ tối rồi, vậy nên là bọn mình thay đồ một phát là sẽ đi ăn luôn. Sau khi ăn xong thì buổi tối bọn mình có hẹn nhau ra chỗ Garden by the Bay để check in và xem show diễn ánh sáng, thế nhưng mà khi ra thì cũng đã muộn giờ. Vậy nên là hai chị em đi xung quanh để tham quan một chút sau đó về khách sạn nghỉ ngơi luôn để lấy tinh thần là sáng ngày mai dậy sớm chuẩn bị đi xem concert. Buổi sáng, trời ơi, sáng sớm ngủ dậy là cái giọng của tôi. Như thế này là cũng đã đủ tự tin để đi xem concert rồi đấy. Bây giờ mình đang đi bộ vào để xếp hàng bằng những đôi guốc này. Bọn mình sẽ ăn ở quán này. 20 đô một người, vừa muốn vừa một bát. Em đã nói. Chị nó ngon phết đấy, nhìn hay phết đấy, nó có nhiều loại nha. Chị Phương tìm được một cái quán mà nó có cái món sườn này này. Đây, món sườn này. Thấy vào đây là kiểu đặc trưng của Singapore. Rồi, được ăn thử nè. Thật sự là phải lưu ý thật lạ. Mọi người ơi, cái quán cà phê này Alchemist có một anh thu ngân mà chuyên để order đồ cực kỳ đẹp trai. Đẹp trai kiểu thư sinh ý chị nhỉ? Đẹp trai kiểu thư sinh, rất đẹp trai, thế nên là mọi người hãy đến thử nhá. Đây Alchemist.
mình yêu chồng mình lắm. Anh Tôm mới là người đẹp trai nhất. Bạn ơi, anh nhìn đẹp ra cực kỳ luôn, kiểu hy sinh, kiểu anh nhìn mê. Xong đúng hôm nay mình kiểu hơi bánh bèo đúng không? Không đẹp trai bằng anh Tôm. Hợp vãi. Hợp nhau lắm. Bây giờ mà anh mà mang nhẫn ra mình đồng ý ấy. À mà có một cái lưu ý này là nếu mà đi du lịch thì các bạn nhớ chọn loại vali xịn xịn một xíu, để tránh cái trường hợp xấu nhất là trong quá trình mình di chuyển không bị sợ nứt hay vỡ nha. Như cái vali của mình là thuộc hãng Sacoz, là thương hiệu của Mỹ. Chất liệu là nhựa PP cao cấp, có tích hợp cổng USB giúp bạn sạc điện thoại rất là dễ dàng. Ngoài ra còn có ngăn riêng để đựng laptop rất là ngay ngắn á. Lý do mà mình chọn cái vali này là về độ tiện lợi của nó. Nó sẽ có một cái cổng sạc USB ở đây đúng không? Thì nhưng mà bạn nào mà muốn sạc điện thoại thì mọi người có thể là cắm dây USB ở đây và để điện thoại ở trên này chẳng hạn. Đó, mọi người để điện thoại trên này. Rất tiện luôn, cực kỳ nhanh. Khóa thì rất là chắc chắn nhá. Ngoài ra thì nó có một cái là khi mà mọi người ấn vào đây đúng không? Nó sẽ có một cái ngăn ở phía trước này. Thì cái ngăn này như mình đọc nó sẽ là để chuyên đựng laptop. Nó có rất là nhiều ngăn nhỏ. Ví dụ mọi người hãy đựng sạc này. Đây, đây chính là cái dây USB kết nối với ổ trên này. Thì như là mọi người cắm cái sạc pin dự phòng vào đây đúng không? Sau đó là mọi người cắm thêm một cái dây USB ở trên này để nối với cái điện thoại, rất là tiện. Đó, đựng laptop ở trong này rất chắc chắn. Vì chuyến đi lần này chủ yếu bọn mình qua sinh là để xem concert của Taylor, thế nên là cũng chưa có đi tham quan được nhiều nơi hay nhiều địa điểm nổi tiếng. Vậy nên là hẹn Singapore một lần khác mình sẽ quay lại và chỉ có đi chơi thôi nha. Giờ thì lên đường quay trở về Việt Nam thôi. Cảm ơn mọi người vì đã xem chiếc vlog này của mình và hẹn gặp mọi người ở những vlog tiếp theo nha.